các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay cái bào thịt mình đã chuẩn bị cả một buổi chiều nay. Đây là thịt nạc vai và thịt nạc ở trong lõi của cái sườn non, sườn cốt lết mình đã ướp hai loại. Còn đây là thịt ba chỉ mình ướp, ướp sốt gì đây không biết, mới đặt tên sốt hay sốt ướp xả đi. Còn đây là thịt ba chỉ mình ướp với lại muối và tiêu cùng với dầu mè thôi, không có original. Cái này là thịt ba chỉ ướp cay gochujang, còn cái này là thịt ba chỉ ướp với lại là theo kiểu bulgogi á, ướp xì dầu. Đây là những cái ban chan mình ăn kèm poro, dưa leo, sốt gochujang, và đây là rau xà lách, dưa leo, cải thảo và cà rốt mâm rau mình bát cháy. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Hai chị em mình đã trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ tổ chức một bữa thịt nướng tại nhà, giống như là nhà hàng vậy đó, theo tiêu chuẩn nhà hàng barbecue. Đó.
Bây giờ mình sẽ giới thiệu bốn những loại thịt nướng mình đã chuẩn bị, đúng rồi. Ok, cameraman tới gần lại đi. Là bốn loại thịt nướng mà mình đã chuẩn bị. Thôi mình bắt đầu từ bên này trước đi. Đây là thịt nướng á, ướp với sốt xì dầu, giống như kiểu thịt bulgogi của Hàn Quốc á. Còn đây là thịt mà ướp thịt gì ta? Thịt sốt cay. Đó, mình ướp với lại sốt gochujang của Hàn Quốc. Đây là thịt ba chỉ, mình ướp với lại muối và dầu mè, kiểu như original. Còn đây là thịt nướng kiểu Việt Nam, mình ướp với sả. Đây, thịt nướng với lại sả. Đây. Bên này là thịt nạc vai và thịt thăn, mình ướp với sả luôn. Đó, bốn cái loại công thức sốt ướp là mình cũng đã chia sẻ rồi. Hấp dẫn chưa? Đây là rổ rau nha, đây là những cái loại rau ăn kèm. Đây, những loại rau ăn kèm là xà lách, dưa leo, cái này là cải thảo. Và đây là cà rốt. Ngoài ra là mình chuẩn bị sốt gochujang. Cái loại sốt ướp, sốt gì ta, giống như nhà hàng Hàn Quốc mà mình hay ăn á. Đó, và dưa leo, hành, hành muối, hành chua. Hành muối chua, đấy. Ta-da! Xin mời các bạn cùng ăn với hai chị em mình nha. Mình đi ăn thì nước Hàn Quốc á, thì đây nó là thương nhau là sẽ gói, là nước thương người nào là gói, xong rồi nước cho người ta ăn, nhưng mà cái văn hóa nó đâu phải chỉ có Hàn Quốc, Việt Nam mình cũng có, xong rồi mình hả, ngon quá vậy hả? Thịt đi á là ít khi mà mình được, mình đi chợ mình mua được lắm, nếu mà đi trễ trễ để cho mọi người đó mình sẽ bỏ vào trong cái lá này nha. Lá này là lá gì đây? Lá thơm là nát đèn thơm mình rất sẵn á. Yeah. Mà cái cảm giác làm nó thì cực nhưng mà ăn nó rất vui lắm. Phúc, hồng quả mình đã ăn mềm rồi.
mình có thể mua được than để nướng không? Cái này trước ta, cái này trước nè. Thường á, da thịt nướng á là người nhỏ hơn sẽ phục vụ với người lớn. Nhưng mà ngày nay người nhỏ chuẩn bị hết rồi thì mình phục vụ lạnh rồi. Ngon ha. Hầm đó. Dạ. Mình á, hôm nay mình định chuẩn bị cái mà cồn á, cái nước để mình xịt lên trên cái chảo để cho nó xè xè giống như bên Hàn Quốc. Giống như mình ăn nhà Hàn Quốc á là nó phần lên á, làm cho miếng thịt ở ngoài mình nó giòn. Nhưng mà mình làm đó mình thấy hơi nguy hiểm và mình thì không có được rồi. Khéo tay lắm đâu các bạn, nên là thôi. Nhiều khi á mấy bạn nghĩ là phải khó, ăn nó ăn ở nhà khó lắm rồi phải ra ngoài hàng ăn á. Nhưng mà khi mình cố gắng, mình học hỏi, mình nghiên cứu trên mạng làm được hết trơn. Ok, để Ngọc Ái đi phát triển thuốc gì đó. Mình cũng nghiên cứu phương thức trên mạng thôi. Tới đại học hỏi từ bà ngoại, mẹ, bà nội, tất cả mọi người trong gia đình, cô chú anh chị, ai mà nấu ăn ngon thì mình ăn ngon rồi mình nói. Đi tắm vỗ các bạn. Trừ á mà Ngọc đi ra đường nha, ăn gì ngon. Mà Ngọc đi ra quán ăn gì ngon, có thể đón được. Học trước bạn nói. Hôm bữa mình có làm cái món rau hải sản á, xong mình băm chuối mình bỏ vô đó là cái nước mình cũng đi ăn ngày nào thôi. Mình đi ăn ngày nào mình học từ một cô nấu ăn, một bạn của mình. Nói chung là nấu ăn mình nên hỏi từ gia sao ấm như mình. Cái bé nướng này nướng sự nhau nó dần dần hết rồi này. Thơm ghê thì đã hưởng giống như ăn một cái lộn một cái giống như cái mùi vậy. Thôi ăn đi. Tắm á. Đúng rồi, tắm. À, đúng rồi, thì cứ tắm tắm mà. Đây là cả nước của cô ghi. Nước nóng giòn giòn nhé. Mình phải ăn lên. Ngon. Sao? Mùi này là ướt xì dầu. Sao mùi xì dầu? Mùi hành tỏi. Chất tỏi, hành. Có một chút đường với một chút giấm. Đường với giấm hả? Nhưng mà cái vị ngọt của nè, của cái món này nó cái vị ngọt không giống đường lắm đúng không? Thảo thấy không giống đường. Nó ngọt, nó ngọt, nó ngọt nè. Đây là hạt thịt nữ ăn không? Thịt cay. Các bạn thấy đây là mình bỏ đường rồi ha. Khi các bạn làm á, mình ăn thì mình thấy ngọt. Nhưng mà cái vị ngọt nó không phải là từ đường, mà nó là từ hành tây, hành táo. Giống như bữa Ngọc làm kim chi, họ không bỏ đường mà ai ăn vô cũng nó ngọt ngọt ngọt. Đó là một quả táo với hạt lê, nhưng mà mùa này mình nhà mình không có lê. Cái thịt nước cay. Ngọc ăn gì hả? Ok, ok. Thank you.
thể đi mua hoặc làm ra bao nhiêu cũng ăn hết. Cái này người ta ăn cơm á. Chồng mà. Yeah.